ta đồng hành câu chuyện của Hùng với My đến thời điểm hiện tại bây giờ thì thời gian nó cũng đã được là 4 năm tháng rồi. Thì 4 năm tháng qua nói chung là nó cũng trải qua rất là nhiều những cái vui buồn, có những cái nó cũng rất là vô tình là trên trời rơi xuống bằng những cái suy nghĩ của rất là nhiều người. Họ hơi bị kiểu là có thể là sân si đố kỵ trong hành trình này, và Hùng xin được nhấn mạnh lại một lần nữa mọi người chúng ta có thể hiểu nha, đến thời điểm hiện tại bây giờ mà nếu như ai còn suy nghĩ là ông Hùng lợi dụng My hoặc My lợi dụng ông Hùng thì những cái người đó nó không cùng đẳng cấp để nói chuyện với mình nữa. Bởi vì thời điểm bây giờ đã là trải qua là tháng thứ 5 trong cái hành trình này rồi, vẫn còn một vài người họ lên những cái nội dung video theo kiểu là ông Hùng chỉ lợi dụng con My thôi, hay là con My lợi dụng ông Hùng, hay là gì gì đại loại kiểu là cái câu lợi dụng nhau. Thì những cái con người đó họ không hề có một cái chút gì về cái tình yêu thương hay lòng bao dung hay cái sự hiểu chuyện về cái hành trình này đâu. Nên là thực sự là bây giờ cũng có khá và nhiều vài người họ làm một vài những cái nội dung theo kiểu giống như thằng Bồn VI ấy, làm những cái nội dung hết con My rồi bây giờ nó quay sang để đến ông Hùng. Thì mọi người thấy rõ ràng là những cái nội dung làm cực kỳ nó buồn cười. Nên là thực sự là bây giờ mọi người thấy là hơn 11.000 người đang xem. Mọi người chúng ta xem những cái nội dung to xích thì cũng có trọng lọc, đúng không mọi người? Và Hùng cũng xin được chia sẻ với mọi người luôn, đã rất là nhiều lần rồi, có một vài những cái nick nó chỉ có khoảng tầm 10 đến 20 người follow, và hầu như tất cả những cái nick đó không bao giờ để mặt cho mọi người thấy. Nó làm những cái nội dung to xích về My hay là làm nội dung to sức về Hùng thì chúng ta cứ bỏ qua đi, chúng ta đừng có quan tâm làm gì. Mọi người chúng ta lại chụp những cái màn hình đó, mọi người lại tiếp tục đăng lên để mà mọi người chia sẻ về một cái tâm sự gì đó, thì vô tình lại khiến cho những cái to xích của những cái đứa nó lập đích ảo ra, nó lại được nhiều người biết đến hơn. Thì từ một cái câu chuyện nó chỉ là bé xíu thôi, và là những cái suy nghĩ nó rất là ấu trĩ, nó nghĩ như vậy, thì thực sự là mình lại khiến cho cái video đó được nhiều người lan rộng hơn. Và mọi người biết là trong cuộc sống mà, cái điều tích cực thì nhiều khi nó sẽ không được nhấn mạnh và suy nghĩ nhiều đến bằng những cái suy nghĩ tiêu cực. Giống như bây giờ, ví dụ như 100 lần mà mình làm mà nó rất là tốt đi, mà chỉ gần một lần mình làm cái gì đó nó không hay đó, thì người ta chỉ quan tâm đến một lần kia, người ta không quan tâm đến 100 lần khác. Nên là mọi người thấy có rất là nhiều những nội dung video toxic My hay là toxic Hùng. Ví dụ như thời gian đầu Hùng với My mới bắt đầu là có những câu chuyện đồng hành cùng nhau, thì có rất là nhiều những cái dư luận như là con My này chắc là thấy ông Hùng giàu có nên nó lợi dụng ông Hùng để mà thế này thế kia, hoặc là ông Hùng này chắc là thấy con My này là được nhiều người để ý tới nên là chắc là cũng này kia để lợi dụng nó. Nói chung là thời gian đầu thì mình có thể là chấp nhận bị nghe người ta nói như vậy, nhưng mà đã trải qua rất là nhiều sóng gió rồi mọi người, vinh quang cùng nhau rồi, những cái chuyện không vui cùng nhau rồi, buồn cùng nhau rồi, tất cả mọi cái nói chung là đều đã cùng vượt qua hết tất cả rồi, mà đến bây giờ vẫn còn những người họ nói rằng là ông Hùng lợi dụng My hoặc là My lợi dụng ông Hùng, thì những người đó họ thực sự là mình phải trả lời thẳng thắn luôn là họ không cùng đẳng cấp để mà nói chuyện với mình được, thực sự là không cùng đẳng cấp luôn, về cả nhân phẩm, về tất cả mọi cái họ không cùng đẳng cấp. Và mọi người phải hiểu rằng là những người mà họ đứng sau cái bóng tối để mà chĩa những cái câu từ không hay vào một người khác thì người ta đã không là quân tử rồi. Ít nha, nếu như ông quân tử ông lộ mặt đi, chúng ta cùng nhau đối đáp với nhau. Còn bây giờ cứ làm những cái nội dung theo kiểu là thế này thế kia thì là thực sự nó không còn là cái gì để mà mình nói chuyện nữa. Mọi người hiểu không? Thực sự là mọi người thấy bây giờ câu chuyện nó chỉ đâu chỉ đơn giản là giúp My từ một cô bé đi thổ lửa ngoài phố có một cái cuộc sống nó thay đổi đâu. Mà câu chuyện nó nằm ở đây là còn kết nối cái tính gia đình nữa. Mọi người thấy bây giờ mẹ My hay là em gái của My lên chơi với My không? Cực kỳ là hạnh phúc vui vẻ. Làm gì còn những cái tháng ngày là phải tìm kiếm My trong cái sự bất lực, không biết là con mình bây giờ đang làm gì nhỉ? Nó ngủ ở đâu? Rồi trời mưa nắng gió như thế này, rồi nó đi thổ lửa như thế ra sao? Rồi cuộc sống mưu sinh hàng ngày nó như thế nào? Bây giờ mẹ của My chắc chắn là nhìn là sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc khi con của mình bây giờ nó đã như vậy. Và mọi người đã thấy rất là nhiều lần Hùng tâm sự rồi, mẹ My đã phải ghi âm cho Hùng nói về cái việc là biết ơn Hùng. Thì tất nhiên là mình hỗ trợ và giúp đỡ My đây không phải là để cho My hay là mẹ My mang ơn mình phải hiểu cho cuộc sống là khi mình làm một cái điều gì đó nó tốt, nó khiến cho lòng mình vui thì đấy cũng là cái phước của mình. Mình không nhất thiết là khi mà mình làm một cái điều gì ra cho ai mà khiến cho người ta phải biết ơn về mình, cái điều đó nó không phải là cách để mà mình cho đi. Đây là mọi người thấy rõ ràng là có rất là nhiều người họ cứ làm những cái nội dung theo kiểu như vậy thì rõ ràng là họ không phải là cái người để cùng đẳng cấp để mà mình có thể nói chuyện cùng với họ. Nên là nếu như mọi người chúng ta mà có lướt xem mấy cái video như cái kiểu nội dung như là cái gì mà ông Hùng lợi dụng My hay My lợi dụng ông Hùng thì mọi người cứ bỏ qua đi, chúng ta không cần phải chụp màn hình lại và chúng ta lại tiếp tục đăng để làm cái gì nữa đâu. Những con người đó họ không cùng cái tư duy và đẳng cấp để mình có thể là cùng nhau nói chuyện. Ok mọi người, đây là mình nói tới đây thôi. Rồi, Hùng cũng rất là cảm ơn mọi người trong cái hành trình thời gian qua chúng ta đã cùng gắn bó với nhau. Thì trên live stream này sẵn vừa nói về vấn đề này, Hùng xin được chia sẻ lại. Có một vài những người có thể là vì một sự hiểu lầm nào đó, hay là vì một cái điều gì đó mình làm mà không vừa ý họ mà khiến cho họ cảm thấy không vui. Hy vọng là chúng ta hãy sống và bỏ qua hết tất cả những cái điều đó. Ngày sinh nhật của Hùng và My sắp tới rồi, là ngày 29 này chúng ta sẽ tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hy vọng là những con người đã từng yêu thương, những con người đã từng là ít nhất là cũng có hình bóng của Hùng và My ở trong lòng,
chúng ta cũng có thể là gạt bỏ cái điều đó. Và nếu như được, bạn cứ ra ngoài phố đi bộ, chúng ta lại gắn kết tình cảm đó lại với nhau. Cuộc sống này sống với nhau để bao dung, chứ không phải cuộc sống này sống với nhau để mà chúng ta ghi những cái điều không tốt trong lòng, để chúng ta tự làm mình buồn để làm cái gì cả. Hy vọng rằng là con người sống nếu như mà cảm thấy rằng có thể bao dung được và có thể vui vẻ được, chúng ta cứ gạt bỏ qua tất cả những cái điều đó. Và hy vọng rằng ngày 29 này chúng ta có thể gặp nhau tại phố đi bộ để gắn kết tình cảm lại cùng với nhau nhá. Rồi ok mọi người, bây giờ là 22:22 rồi, cũng là một con số khá là đẹp để chúng ta có thể kết thúc live trong cái phiên ngày hôm nay. Và ngày mai thì Hùng sẽ không live, nhưng mà ở văn phòng thì chắc là có Uyên với lại Sơn. Ngày mai thì Hùng thì sao, Uyên với Tuấn. Dạ không sợ. Uyên với Tuấn. Không phải sợ. Ngày mai thì Hùng với Sơn đi đá banh. Đấy, đây là ngày mai. Mai có tôi nữa. Ủa, rồi đi má ơi. Nhớ đầu like, ta bảo là mai mày có đi không, mày bảo không mà ta còn ghi âm lại nè. Ta còn rồi má ơi, má lại, má tới được rồi, má mấy phút nè. Ta lát nữa ta về ta tải lại cái nội dung video là đầu like là mày nói này, nó còn nó ghi âm lại ở trên cái phiên like mà. Sao? Thế mai con muốn đi thế nào? Trả lời một câu chân thật. Má cho ta đi tới nhà. Không, đầu like ba rủ con đi, con bảo là con không đi. Thì giờ ba hỏi lại một câu nữa là mai con có đi không? Trả lời có hay không? Em chưa đi thôi. Vậy là mai đi gì đó. Ba hỏi lại một lần nữa là mai con đi hay không đi? Em chưa tôi đi rồi. Đấy, con này đúng là diễn viên Hollywood đó mọi người ha. Diễn viên Hollywood, sang mai đi giữa đường. Ông hết chuyện tôi sợ. Sao mình lấy nước nhỏ bắt thở quá. Thôi được rồi, mai ra qua đóng. Ôi giời ơi, thôi con. Ui, con này nó giỏi thật, nó ngồi phát là nước mắt nó ra luôn. Con này nó giỏi thật luôn mọi người. Này, nó ngồi một phát là nước mắt nó ra luôn. Con này đúng là thiệt luôn, nó cho mày đóng phim những cái bộ phim như là đau buồn, đau khổ là mày là diễn viên đó, đặt giải khóc quá trời. Đặt giải cánh diều vàng nó đó mày. Đó khóc quá trời. Để người ta xin cho tiền hả? Có thì tối nay. Tối nào? Tối hôm qua? Tối nay. Để làm gì? Có hiên tình cảm. Ui dồi con được rồi, xong rồi. Tôi nhớ bên trong. Ok, xong rồi con nhớ lấy cái giấy toilet để con chùi mắt nha. Nước mắt ra nhiều quá rồi con. Đúng, tôi bốc quá trời. Thôi được rồi con, được rồi, ok. Tối nay thì vô xem rồi. Xem rồi đâu? Xem tui á. Xem TV ở đâu? Gặp trước phim. Thôi con xem với mẹ con đi, hai mẹ con cùng ôm nhau khóc, ok. Có. Sao vậy con? Tôi xem một điện thoại mà. Đấy, xem con vừa lấy TV xong rồi con lại điện thoại xong rồi con đạp chiếu. Nhà có TV đâu, xong, mua TV vậy? Xong rồi con lại đạp chiếu phim ba. À ba, ba. À, ba cho con cái máy tính đi. Ba hơi để con mặt. Xem phim. Giờ đâu rồi nữa. Ba hơi bị chóng mặt. Rồi ok mọi người, nào bây giờ là 22:25 rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành trong phiên live ngày hôm nay nha. Tối nay giúp xem biết không? Ba lại con. Đấy là không gian của con hãy tận hưởng đi. Con đừng kêu ba vào, ok. Tối nay ba đi mua bánh con à. Bánh gì? Bánh gì mà ngồi xem phim ăn ngon? Con ơi, lát nữa con phải ăn hết trái na nha. Tình yêu thương của mọi người gửi đó. Nên là con đừng ăn hết nha. Con no thì chắc không biết con nè. Rồi ok mọi người, bye mọi người nha. Mai thì Hồng sẽ chở My ra ngoài sân banh để mà ghi những bàn thắng tuyệt vời. Còn bây giờ thì chúng ta phải kết thúc live ở đây rồi. Hy vọng là ngày mai khi mà Uyên và Tuấn live ở văn phòng, mọi người cũng có thể tiếp tục ủng hộ nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Thầy lâu lâu những dữ thiệt cái vô nhắn tin vô. Đúng rồi, vô thả hoa. Thả bông nhiều vô dùm em, cho em lấy tinh thần. Trời ơi, mai giữa live thầy sẽ vào thầy thả hoa. Cái giữa thiệt đó. Để tôi vô tôi thả thì sao? Thì ông vô thả luôn. Ông với bà. Thầy sợ cậu này sợ con lại thả sư tử với lại con hổ con rồng. Không có đâu, con thả bông qua một đồng. À ok, được rồi con làm gì với con? Đừng có đánh thương đừng. Đừng. Bắt tự ra con như thế. Có là dính đạn. Nó là diễn viên Hollywood. Thằng có máy dính đạn. Sao con không đánh mạnh được con? Hết luôn á. Bàn tay ba không. Đông bay. Nè. Hãy đánh con đi. Hãy đánh con để bắt like để bạn đánh không. Nó sướng tay. Đắp đi. Mẹ này mê bảo được. Ok mọi người, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha.